Chiều nay chúng ta xem lại việc cầu nguyện. Chúng ta đọc lại câu chuyện của Chúa Giêsu với anh quan tòa và cái bà cứ đi kèo nài bị quan tòa, trong Luca 18:18. Chúa Giêsu nói rằng Ngài muốn chúng ta phải cầu nguyện luôn. Các con hãy nghe quan tòa nói và thôi giải quyết cho nó đi cho nó xong. Tôi cầu nguyện thế nào, chuyên cần hay chăm chú? Và ơn xin, xin cho con luôn biết cầu nguyện luôn và nhận ra lỗ hổng trong đời sống cầu nguyện. Xem cái lỗ hổng nào trong đời sống cầu nguyện một năm qua để chúng ta vá lại bằng cái quyết tâm của mình. Chúng ta có những điểm sau để chúng ta. Một, cầu nguyện là gì? Nếu đặt câu hỏi này, tôi có cảm tưởng như quá nhàm chán. Vì ngay từ thuở ấu thơ khi đi học giáo lý, tôi đã nghe nhiều về định nghĩa này đến độ nhàm tai. Hay mỗi lần đi linh thao vẫn có đề tài cầu nguyện nghe đến chán. Chắc chắn là nghe tới cầu nguyện ai cũng ngán. Thế nhưng hôm nay tôi xem kỹ và thật kỹ, trong năm qua tôi cầu nguyện thế nào, tôi xem lại cầu nguyện là gì. Trước tiên, cầu nguyện là hồng ân Thiên Chúa. Đây là một hồng ân. Không phải ai cũng dễ dàng cầu nguyện đâu. Nếu Chúa không ban ơn cho chúng ta thì chúng ta chẳng nói gì được. Và Phao-lô thì bảo rằng Thánh Thần là người mà cầu nguyện thay cho chúng ta, để chúng ta có thể nói lên Abba, Cha ơi. Như vậy cầu nguyện là một hồng ân. Cầu nguyện là nâng hồn lên tới Chúa, là gặp gỡ tương giao giữa hai nhân vật tôi và Ngài. Ngài hiện diện thật sự và tôi cũng hiện diện với Ngài. Không phải mình, lời cầu nguyện của mình vào một khoảng không đâu. Và như vậy cầu nguyện là một hồng ân Chúa ban. Và như thế xin các chị nhớ rằng trong Thánh Y Nhã có những lúc chúng ta thấy khô khan, có những lúc chúng ta được yên ủi. Chắc có lẽ nhiều lần linh thao người ta cũng đã nhắc cho các chị về nhận định về khô khan và nhận định về sự an ủi. Có những lúc khô như ngói á, không nói được cái gì cả, đầu mình rỗng tuếch không biết Chúa ở đâu mà chẳng cầu nguyện được. Những lúc khô khan như thế thì chúng ta biết nhận định là do đâu, tại sao có sự khô khan. Ở những lúc thì sốt sắng lắm, này Chúa bây giờ Chúa chết, Chúa cho con chết là con vỗ tay luôn, bởi vì nó tràn ngập ân sủng của Chúa. Chúng ta nhận định về sự an ủi. Mà trong cái cuốn nhận định, phân định của tôi có một chút về nhận định về khô khan và nhận định về an ủi. Lúc nào đó các chị về nhà có thể đọc để chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Và Thánh Y Nhã luôn nhắc, có những lúc sự an ủi đấy là của ma quỷ, nhưng mà có những lúc sự an ủi đấy của Thiên Chúa. Sự khô khan có những lúc là do chảnh mảng của mình, nhưng sự khô khan cũng có những lúc do ơn Chúa, do Chúa làm cho mình khô khan. Để mình phải cảm nhận được rằng nếu không có Chúa thì mình chẳng làm gì cả. Chúa lấy hết ơn đi thì một mình chúng ta chẳng sao chúng ta cầu nguyện được. Cho nên chúng ta biết phân định giữa khô khan và an ủi. Nếu trong đời sống cầu nguyện không được hay thiếu sốt sắng, có thể là Chúa không ban ơn, hoặc Ngài đã lấy bớt đi ơn nào đó để tôi không tự cao tự mãn về việc cầu nguyện của tôi. Xin các chị có thể đọc ở trong cái cuốn xanh xanh tôi gửi, nhận định con đường tìm ý Chúa. Trong đó tôi có đoạn một ít về nhận định về khô khan và nhận định về an ủi. Chúng ta thấy
Hai, cầu nguyện là giao ước. Ở đây tôi lấy ở trong hiến pháp của các chị. Hiến pháp các chị cho rằng cầu nguyện là điểm hẹn. Đúng không các? Cầu nguyện là điểm hẹn. Ở đây tôi nói cầu nguyện là giao ước. Nghe có vẻ lạ tai nhưng kỳ thực là vậy. Mỗi ngày tôi không cầu nguyện là tôi thiếu. Tôi không còn giao ước với Chúa nữa. Giao ước ở đây không phải chỉ là một lời cam kết. Con sống vâng lời, khó nghèo, khiết tính. Nhưng còn là giao ước với Chúa để gặp Ngài hằng ngày, từng phút giây trong cuộc sống. Như vậy cầu nguyện là một giao ước. Chắc chắn điều giao ước giữa hai người là một cuộc hẹn gặp nhau thường xuyên, có ấn định thời khắc. Không tới gặp nhau là lỗi lời hẹn, lỗi giao ước. Đừng có để cho Chúa leo cây. Tới giờ, tới cái lúc mình đến gặp Chúa, Chúa cứ ngồi đấy dài cổ ra chả thấy mình đâu. Để cho Chúa leo cây. Và khi để cho Chúa leo cây như vậy là mình lỗi hẹn, mình lỗi giao ước. Mà cũng giống như các chị ấy. Chị mà được bạn bè: chị ơi hôm nay 8 giờ đến cái quán đấy nhé, em gặp chị ở chỗ đấy em nói chuyện. Thế mình đến đấy từ 8 giờ thiếu 5, ngồi chờ đến 9 giờ chẳng thấy đâu. Thế nào bụng dạ cũng chửi là bầm ấy chứ. Lại cho mình leo cây thế này thế kia, mất uy tín, rồi lần sau có hẹn nhất định không đến nữa. Một sự bất tín và sự không tin. Thế mà đôi khi chúng ta cũng cho Chúa leo cây nhiều lần mà Chúa lại chẳng bao giờ lẩm bẩm chửi mình cả, nhưng mà cứ đúng giờ là Ngài lại ngồi đấy, Ngài chờ mình. Nên đó là một giao ước, đó là một lời hẹn, mà không đến là lỗi hẹn. Lỗi hẹn là mất uy tín. Dù chúng ta có mất uy tín, chúng ta không có trung thành với Chúa, nhưng Chúa chẳng bao giờ lỗi hẹn với chúng ta. Ngài vẫn ngồi đó để chờ chúng ta đến. Cầu nguyện là hiệp thông. Đây là sự hiệp thông liên vị giữa tôi với Chúa, giữa tôi với hiền thê của Đức Kitô. Như thế khi cầu nguyện, tôi vừa hiệp thông với Chúa, tôi vừa hiệp thông với anh chị em của mình. Đây nó mang hai chiều kích. Chiều kích hàng dọc và chiều kích hàng ngang. Đó là cây thập giá mà tôi đứng ở giữa. Tôi đứng ở cái điểm nối giữa cây thánh giá đấy. Tôi đứng ở ngay điểm giữa nối đấy. Để tôi hướng lên trên, tôi hiệp thông với Thiên Chúa, và tôi hiệp thông với anh chị em của tôi và hàng ngang. À, nếu nhìn xuống tí nữa, tôi còn hiệp thông với anh chị em ở trong luyện ngục. Cho nên cầu nguyện là một sự hiệp thông liên vị giữa tôi với Thiên Chúa, giữa tôi với hiền thê của Đức Kitô, anh chị em của mình. Nơi chốn để cầu nguyện, khắp nơi, chỗ nào cũng được. Ngay từ lúc nằm ngủ vẫn cầu nguyện được. Mệt quá cái việc nằm không vấn đề gì. Chú ơi con nằm con nói chuyện với Chúa, ok. Đúng như người con nằm nói chuyện với mẹ. Tôi có cái tư tưởng đấy, nằm cầu nguyện nằm lần hạt chẳng có tội gì cả. Thế ngày xưa mẹ tôi còn sống, mà mỗi lần tôi đi về, tôi thăm mẹ là tôi cứ lăn vào mẹ tôi. Tôi hỏi mẹ, trước tiên đầu tiên tôi về nhà tôi hỏi mẹ có nhà không mới đã. Mẹ đâu rồi? Thì chạy vào nói chuyện với mẹ. Có khi ngồi cạnh mẹ, có khi ngả đầu lên đùi mẹ nói chuyện. Như vậy khi mình lần hạt, khi mình cầu nguyện mà Chúa ơi con nằm nói chuyện với Chúa, ok không vấn đề gì. Mình gối đầu lên tay Chúa, mình nói chuyện, mình gối đầu lên đùi Đức Mẹ, mình đọc kinh, mình cầu nguyện, không vấn đề gì cả. Ai bảo cái đấy là tội, tôi bảo không, cái đấy không phải là tội. Ai bảo cái đó là bất kính, tôi bảo không. Bởi vì đó là sự gặp gỡ mật thiết giữa con và cha, giữa cha mẹ và con cái. Sao lại mà... Thế khi mình còn bé, mình gối tay lên mẹ, mình nói chuyện với mẹ, mình như vậy bất kính à? Không phải.
đúng không kia? Nhưng mà nên mẹ các chị còn sống thì chạy về nằm lên đùi mẹ nói chuyện là thích lắm, đồng ý không cơ? Thích lắm chứ, mẹ vỗ về xoa đầu mình, mình kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe, đó là cầu nguyện khắp nơi. Ở đây tôi kê ra trong phòng, Chúa nói còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng kín cửa lại cầu nguyện với cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Cha anh đóng thấu suốt những gì kín đáo trả cho anh. Trong phòng, trong nhà, ông Cornelio trả lời: cách đây 4 hôm vào khoảng giờ này, lúc tôi đang đọc kinh giờ thứ 9 tại nhà, bỗng có một người đứng lên trước mặt tôi y phục rực rỡ. Công vụ 10. Bên bờ sông hay trên bãi biển, nhưng khi hết thời gian đó, chúng tôi đi lên và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiến chân đến tận ngoại thành, chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện. Công vụ 21:5. Một mình nơi vắng vẻ, sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Trên núi, giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tôi đến, người vẫn ở đó một mình. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện khắp nơi, chỗ nào cũng có thể cầu nguyện được, ở nhà ga, xe lửa, đang đi đường, vân vân. Như vậy, qua các đoạn kinh thánh tôi vừa trích, toàn bộ đời sống của tôi đều là cầu nguyện, vì toàn bộ cuộc sống ấy đều liên hệ với Thiên Chúa. Hiến pháp 44 của các chị dạy như thế. Như thế ở đâu, làm gì, môi trường nào, tôi cũng phải cầu nguyện và cầu nguyện được. Ngay cả lúc vo gạo, giặt quần áo vẫn cầu nguyện được các chị ạ. Đừng nghĩ rằng mình phải chạy vào nhà thờ mới cầu nguyện, không, bất kỳ lúc nào trong cuộc trong ngày sống của mình. Những phương tiện giúp tôi cầu nguyện và thời lượng bao nhiêu. Hiến pháp đã cho tôi những phương tiện hữu hiệu để giúp tôi cầu nguyện. Trước tiên, ưu tiên cho việc tham dự thánh lễ. Đây là điều mà người ngoại, người Kitô hữu người ta còn giữ, nhất là các ông bà cụ già. Nghỉ một ngày lễ là con nhớ nhà thờ lắm. Thế mà các tu sĩ cho nghỉ một ngày lễ là vỗ tay. Đấy. Khác với giáo dân. Hôm nay nghỉ lễ nhớ, thế là vỗ tay. Hôm vừa rồi Covid xong rồi cho lớp giáo lý của xứ tôi nghỉ. Rồi Tết xong tôi vẫn cho nghỉ, không cho học. Hôm đấy tôi bảo tôi cha cho chúng con nghỉ tới hè, không giáo lý. Ở dưới hôm trước có nghỉ thì vỗ tay, cha nghỉ giáo lý vỗ tay râm cả nhà thờ lên. Hôm đấy tôi bảo thôi cha nghỉ tới hè, im đi tít, không thấy nào vỗ tay, không thấy vỗ tay, không thấy náo nháo, không thấy vui nữa. Nghỉ lễ xong ra bảo cha cho học giáo lý, cha cho nghỉ mãi chán. Buồn. Cho nên ở đây chúng ta thấy việc tham dự thánh lễ, rước lễ, việc cử hành các phụng vụ giờ kinh, nguyện ngắm mỗi ngày, ít là đủ thời lượng. Tôi không biết là quy định bao nhiêu, là thường một tiếng đồng hồ, đúng không đấy? Cầu nguyện lâu giờ, người ta chỉ nói lâu giờ thôi, nhưng mà lâu như thế nào, ít là một tiếng. Một tiếng ở đây được hiểu là 45 phút, 50 phút, 60 phút. Một tiếng tôi được hiểu là bằng cái thời gian mình giữ chay để rước lễ. Thời gian giữ chay rước lễ là 45, 50 phút. Nhà cũng đừng ai cắt bớt đi. Xin cố gắng đừng cắt đi. Đừng xém giờ của Chúa, tội nghiệp Chúa. Chúa đang ngồi, Chúa nghe mình nói chuyện này. Này chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn lại một chút thì chúng ta bỏ quá nhiều thời gian vào những công việc khác, mà công việc cầu nguyện thì đôi khi chúng ta lại cắt xén.
ngồi tám với nhau thì hăng lắm, mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngồi tám với Chúa được 30 phút, không tám được nữa. Như là nhìn thấy không? Cái nghịch lý. Coi phim mấy tiếng đồng hồ vẫn không. Nhưng mà ngồi với Chúa 30 phút rồi sao nó lâu quá, đồng hồ nhìn mãi giờ này có 15 phút, tí lại ngó sao mới có 20 phút. Thế mà ngồi tám với nhau thì nhắn hết buổi sáng. Chúng ta coi lại cái thời khắc. Và như hôm qua tôi nói, Thánh Teresa Avila ngài nói, nếu không thêm cho Chúa giây phút nào thì đừng cắt giờ của Chúa. Và nếu chúng ta mệt mỏi trong cầu nguyện thì chúng ta cố gắng để chúng ta giải thoát cái sự mệt mỏi đấy bằng việc di chuyển. Có thể đứng dậy, có thể quỳ, có thể thay đổi tư thế. Khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta cũng có thể thay đổi tư thế. Ngồi gục mãi như này, thế nó ngủ cũng nào không biết thì thôi đứng dậy, nó đỡ ngủ. Quỳ, đứng, ngồi, những cái tư thế để chúng ta thay đổi. Và khi thay đổi trạng thái như vậy thì tất nhiên nó sẽ thay đổi cả cái giấc ngủ của mình. Nếu bị chi trí thì chúng ta vẫn cứ giữ cái giờ cầu nguyện của mình. Ít là chu toàn trọn vẹn bổn phận của mình trước đại. Còn những sự việc khác Chúa sẽ bồi dưỡng thêm hay Chúa bù đắp cho chúng ta, hơn là chúng ta không chu toàn bổn phận. Bởi vì chúng ta không sống chung trong một nhà dòng, không có đời sống chung, cho nên chúng ta không có ai lắc chuông để chúng ta dậy đi lễ, dậy nguyện ngắm. Ở nhà dòng nó có thời khắc, mấy giờ đọc kinh, mấy giờ nguyện ngắm, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đón trẻ, mấy giờ làm việc, mấy giờ kinh chiều, vân vân. Người ta có thời khắc trong một cộng đoàn. Còn chúng ta sống tự do bên ngoài, tự chúng ta sắp xếp lấy cái thời khóa biểu cho hợp tình hợp lý với công việc của chúng ta. Là tôi xin các chị đừng chảy mạng đời sống cầu nguyện, nhất là giờ lâu giờ theo quy định của hiến pháp. Lời Chúa là nguồn lương thực không cạn. Chúng ta nguyện ngắm có thể đọc một đoạn kinh thánh, có thể gì đó, có thể một đoạn sách người ta gợi ý cho mình suy niệm. Rồi sách thiêng, đọc sách thiêng. Cố gắng đọc hết một cuốn sách, đừng đọc nhảy cuốn này sang cuốn kia. Ok, đọc cái cuốn này chán quá rồi, lại gấp mà bỏ tủ. Lấy cuốn khác đọc được 2-3 trang, cuốn này không hay, chán quá lại bỏ tủ. Lấy cuốn khác này. Cuốn sách nó cứ mới mãi, bây giờ thấy nó cũ. Cho nên khi chúng ta quyết tâm đọc sách thiêng thì chúng ta, các nhà tu đức khuyên chúng ta nên chuyên cần, không bỏ, không đọc dài, 5 phút thôi, mỗi ngày 5 phút thôi. Không cần đọc hết một chương sách, mỗi ngày 5 phút, trung thành 5 phút, viết nó cũng xong một cuốn sách, sách thiêng. Có thể là tiểu sử một vị thánh, có thể là sách tu đức, vân vân, sách thiêng, có thể là cuốn hiến pháp, cũng là dùng để có thể nguyện ngắm, để có thể đọc sách thiêng, vân vân, nhiều cách. Cho nên cố gắng để chúng ta đọc sách thiêng, đừng ai bỏ, ít thôi, đừng đọc, đừng tham. Cũng có thể sau linh thao này về làm trong kế hoạch con đọc 15 phút sách thiêng, rồi chỉ được mấy ngày thôi, sau chả đọc tí nào. Hỏi sao vậy? Mà con đọc 15 phút bù. Không có bù đâu. Thật sự tôi không có sách để mà đọc. Tôi đọc sách rất là nhiều, mà tôi gần giống như là ngày xưa khi tôi mới đi tu thì một cha, một thầy đã bảo tôi thuộc loại mọt sách, tôi đưa cuốn sách nào mà tôi đọc rất là nhanh.
mà tôi gạch đầy trong đấy, tôi viết đầy ở trong đấy cả. Và khi người nào mà mượn sách tôi thì rối lắm, tại tôi viết thì tôi gạch lúng túng trong đấy, cuốn sách này trở thành bẩn thỉu. Nhưng mà càng bẩn thì khi đọc thì mình nhớ, để khi mình cần cái gì đó thì mình nhớ đến cái chỗ đấy, cái cuốn đấy mình để đâu là mình nhớ ngay tức. Tôi lôi ra tôi coi lại cái tư tưởng ở trong đấy, nên cố gắng để chúng ta giữ lãnh nhận bí tích hòa giải. Ở đây tôi cũng xin nhắc, cố gắng. Nhiều người cha trẻ hơn tuổi con không xin tội. Ông đức là linh mục chứ, mình xin tội với linh mục, với thẩm quyền của giáo hội, chứ không phải với cái người đấy nhỏ tuổi hay lớn tuổi, hoặc là linh mục đấy mình không thích, hoặc là linh mục đấy mình đúc chạm một hai chuyện. Thế là nhất định không bao giờ xin tội, coi chừng chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng này. Bởi vì chúng ta xin tội là chúng ta gặp chính lòng thương xót của Chúa qua tác vụ linh mục, chứ không phải qua cái ông linh mục hay cái người linh mục này. Có tác vụ mà Ngài đã nhận từ giáo hội. Tập chiêm ngắm Chúa đang hoạt động trong các biến cố của cuộc sống. Chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu. Đây là linh đạo của chúng ta. Linh đạo của gia đình đồng tâm đó là chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu. Trái tim được mở hoác. Và ngày thứ sáu luôn luôn được nhắc nhở chúng ta hướng về trái tim của Ngài ngày hôm nay. Cho nên nếu mà các chị đi đâu hoặc làm gì đấy thì các chị nên có một cái tấm hình nhỏ nhỏ trái tim Chúa Giêsu để trong túi, trong bóp, hay lâu lâu bỏ ra ngó cái. Nó tác động nơi mình nhiều đấy. Nó tác động lên mình nhiều lắm. Mình đi làm ở đâu đó, bỏ trong bóp, trong túi, lâu lâu bỏ ra ngó Chúa. Mà nói theo kiểu như Đức Hồng Y Thuận ấy. Giêsu ơi, Jim đây. Thì mở ra, Chúa ơi, con chiêm ngắm trái tim Chúa đây, để bỏ túi. Nó tác động trong cái ngày sống của mình. Đôi khi chúng ta quên đi, đôi khi chúng ta cũng làm việc nhiều nó quên đấy các chị ạ, không nhớ đâu. Đôi khi mình cắm đầu vào công việc là mình quên luôn cả cầu nguyện, quên luôn cả việc mình chiêm ngắm trái tim Chúa. Sống linh đạo của tu hội, biết phân định ý Chúa, biết sống chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu. Một nét nữa đó là sống linh đạo hy vọng của Đức Hồng Y Francisco. Tham gia họp tổ hàng tháng, linh thao tĩnh tâm hàng năm. Nhưng trên hết quan trọng hơn cả là cầu nguyện liên lỉ trong từng thời khắc cuộc sống của tôi. Nghĩa là cần duy trì thời gian thật sự để phục niệm và cầu nguyện. Phục niệm ở đây có nghĩa là các chị nhớ lại những cái gì mà các chị được nếm cảm từ ơn Chúa. Trong buổi sáng các chị nguyện ngắm, các chị cầu nguyện lâu giờ, các chị được Chúa đánh động, hoặc là một cái câu nào, một cái chữ nào, một cái từ nào mà các chị nhận được sự an ủi của Chúa thực sự, thì trong ngày hôm đó thi thoảng các chị nhớ lại để các chị nếm cảm cái ơn mà Chúa tác động, đó là phục niệm. Phục niệm đôi khi mình quên. Tôi cầu nguyện thế nào? Hãy xem lại thật kỹ cùng các cầu nguyện, phương tiện tôi có, đầy các phương tiện các anh chị, các chị có. Phương pháp tôi đã được học để trợ giúp tôi cầu nguyện. Ở trong cái cuốn tôi chuyển cho các chị là có cái cuốn các phương pháp nguyện ngắm. Ở trong cái cuốn xanh, hai cuốn, một cuốn là tập nhận định, một cuốn là các phương pháp nguyện ngắm. Thì cái phương pháp đầu tiên tôi đề đó là phương pháp theo lãnh Ignacio. Thì các chị về nhà, nếu ai quên thì chúng ta có thể rảnh lúc nào đó chúng ta đọc lại để chúng ta làm, chúng ta áp dụng, chúng ta làm đúng phương pháp để chúng ta dễ dàng chúng ta cầu nguyện. Như thế hôm nay tôi xem lại tôi cầu nguyện thế nào. Đây cũng là dịp để chúng ta xét mình. Tham dự thánh lễ sốt sắng hay chảnh bảng cho xong, hoặc chỉ là thói quen, không đi sợ người khác nói là mình là tu sĩ mà lười,
Thế chị đấy bảo đi tu mà chả thấy đi lễ. Thế là sợ quá thôi dậy đi lễ, cảm thấy bảo mình lười. Hay đi rồi ngủ gật, ngủ mạnh lắm. Nhất là ngồi ở phía trên mà người ta sắp mình ở phía trên ra ngồi gật. Tí lại gật như thế này thì đúng là gương mù gương xấu cho giáo dân rồi. Cho nên chúng ta cố gắng. Thứ hai, đọc kinh phục vụ nhanh ẩu, đọc cho xong không có tâm tình. Khi tôi về xứ thì có mấy bà dòng ba Nam Minh, tôi cũng quyết tâm tôi ra đọc kinh với bà. Cho bà thôi ban sáng, ban chiều. Sau lễ tôi ở lại tôi đọc kinh, tôi đã đọc kinh được đúng 2-3 lần, tôi không đọc. Cãi nhau. Lỡ mày cất sai, cái bắt đầu quay qua quạt nhau, cãi nhau. Tôi nói thẳng không bao giờ tôi đọc. Cất sai hoặc là anh này đọc nhanh, anh kia đọc chậm, nên là quay ra xì sầm, nên là bắt đầu nói. Đang đọc kinh rồi nói luôn. Đọc nhanh, đọc nghiên cướp. Thế thì thôi chứ. Tôi đọc được, chắc phải được tuần lễ, xong rồi tôi bảo thôi tôi không đọc nữa. Chi chí lắm. Sai thì thôi, cứ để nó sai đâu, chú đâu, sai đâu, cũng đâu phải là không cầu nguyện. Thiếu mỗi câu Alleluia thì quay ra quạt nhau. Thế nó mới khổ. Ở giáo dân, nên đôi khi chúng ta xem lại cách đọc kinh. Nguyện ngắm đủ giờ hay là cắt xén ngủ gật. Không nguyện ngắm hoặc làm cho xong chuyện. Không chuẩn bị cho giờ nguyện ngắm từ tối hôm trước mà coi phim, đọc báo, nghe đài rồi ngồi tán gẫu. Có không các chị? Có đấy. Nhiều. Hay vì mình để ra 5-3 phút mình dọn cái chuẩn bị cho cái giờ nguyện ngắm hôm sau. Rồi kiểm điểm cuối ngày. Xin các chị cố gắng kiểm điểm cuối ngày nữa. Kiểm điểm cuối ngày không phải là viết nhật ký đâu. Xem coi ngày hôm đấy mình sống với Chúa như thế nào, sống lời cam kết như thế nào, vân vân. Rồi lúc đó mình lượng giá ngày sống của mình. Rồi ngày hôm sau mình lại coi. Mà như vậy mình sẽ tìm được là mình tiến hay mình lùi. Ở trong cái cuốn tập nhận định, ở phía đằng sau tôi cũng có một cái đoạn nhỏ tôi nói là kiểm điểm cuối ngày dành cho những người chưa quen và dành cho những người quen. Ở trong cái cuốn xanh xanh tôi gửi cho các chị, lúc nào để các chị có dịp các chị đọc. Và xin các chị cố gắng giữ kiểm điểm cuối ngày vào một cuốn sổ riêng của mình, không ai đọc cuốn sổ đấy cả, để chính mình lượng định mình, chính mình đánh giá mình, chính mình nhìn thấy mình tiến hay mình lùi. Và kiểm điểm cuối ngày không phải là viết nhật ký. Và cũng đừng quá mất giờ vào cái việc viết. Có thể viết 2-3 dòng thôi là mình nhớ được cái ngày hôm đó như thế nào, rồi mình đánh giá A, B, C, D. Rồi hôm sau mình cũng nhìn lại một ngày hôm sau để mình lượng định tôi sống giao ước với Chúa như thế nào trong ngày hôm nay, đời sống cầu nguyện của tôi như thế nào, tôi tham dự thánh lễ như thế nào, có chỗ nào tôi ngủ gật, chỗ nào tôi chỉnh mạng, tôi đánh giá. Hôm sau tôi dâng cho Chúa, trước khi đi ngủ tôi dâng cho Chúa tất cả những gì tốt, tất cả những gì xấu. Hôm sau tôi quyết tâm xin Chúa cho tôi sửa lại những cái xấu để tôi không ngủ gật, tôi làm cho đủ giờ, vân vân. Thì chúng ta mới có thể nhìn thấy chúng ta tiến hay là lùi. Đôi khi chúng ta lười làm kiểm điểm cuối ngày. Cho nên các chị cố gắng để làm kiểm điểm cuối ngày. Đừng ai bỏ. Cho dù mình có nhiều thời gian lắm, ban tối có thể có nhiều thời gian, nhưng mà cũng không loại trừ cái việc mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta làm những công việc quá sức. Ban tối chúng ta không có giờ để chúng ta mệt mỏi quá lăn ra ngủ, nhưng mà cố gắng để có cái kiểm điểm cuối ngày, dù nó chỉ 5-3 phút trong ngày. Khi cầu nguyện, tôi cầu xin điều sai trái, nói xấu kẻ khác, hờ hững với tình yêu của Chúa, không theo thơ luật Chúa, tư tưởng không ngay thẳng và thù ghét, coi thường lời Chúa. Đôi khi cầu nguyện là con rủa cho thằng kia chết. Xin Chúa cho thằng đấy dữ lắm, nó lăn mà nó chết. Hoặc là em rể mình, hoặc là em dâu mình, nó làm cho anh chị mình khổ ấy. Chúa ơi, Chúa thấy nó khổ lắm rồi, bây giờ Chúa cho nó chết đi, em con khỏi khổ. Chúa cho nó sống dài hơn mình.
Cho nên mình vẫn phải cầu nguyện cho họ, tất cả những người. Kết thúc, hôm nay tôi nghiêm chỉnh và thật nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Chúa để xem xét lại đời sống cầu nguyện của tôi năm qua thế nào, tốt, xấu, khá, trung bình hay kém. Nhìn thật kỹ, xét thật thấu đáo để tôi nhận ra lỗ hổng mà điều chỉnh cho kịp thời kẻo trễ. Chúng ta nhìn ra cái lỗ hổng để chúng ta điều chỉnh. Nhìn thật kỹ, xét thật thấu đáo. Sau đó ngồi ghi lại những điều tốt, được hay chưa được trong các giờ cầu nguyện, dâng cho Chúa rồi quyết tâm sửa và làm tốt hơn. Quỳ gối dâng lời tạ ơn Chúa.